Hôm nay em xin gửi đến cho mọi người cùng xem một cái dầm trà. Nó là đồ cổ của triều nhà Nguyễn. Đây là một cái dầm trà, hoặc là gọi đĩa trà cũng được. Thì nó là đồ sứ ký kiểu của triều nhà Nguyễn, đặt đi sứ bên Trung Hoa vào giai đoạn triều nhà Thanh bên Trung Hoa. Thì đây nó là một cái món đồ, nó rất là dễ chơi, dễ sưu tầm mà nó lại vừa túi tiền của tất cả mọi người khi mà mình đến với bộ môn này. Đây là cái đề tài vẽ sen thiên nga. Đấy, đề tài vẽ sen thiên nga rất là đẹp. Một đôi uyên ương vẽ đôi uyên ương thiên nga như thế này. Đấy, một con đực và một con mái. Thì trong những cái dòng mà thiên nga thì nó là một cặp đôi, nó biểu tượng cho sự hạnh phúc. Sen thì biểu tượng cho thanh bình và đẹp, nó là quốc hoa của Việt Nam. Được những cái sử học và những cái tài liệu viết rất nhiều về sen. Đây là một cái món đồ cổ của triều đại nhà Nguyễn này. Khi chúng ta thấy này, cái chà men nó vẽ rất là đẹp mà nó rất là già đồ. Khi mà chúng ta nhìn thấy thẩm thấu sâu vào món đồ này, chúng ta thấy cái nước mực nó khuôn có tự nhiên này, tuy cái men bóng bên ngoài nó rất là nó vẫn còn giữ nguyên. Đây là một món đồ cổ rất là chính quy. Đấy, đây là cái chà mực. Nếu như mà là đồ mới thì chúng ta sẽ nhìn trực tiếp vào đây, chúng ta sẽ thấy nó còn ướt và nó có còn nhiều cái màu mà có cái chà mực mà nó còn mới. Đấy, thì đồ mà đã qua mấy trăm năm rồi thì chúng ta thấy những cái màu chàm nó khô mà tự nhiên này. Bên đây cũng vậy này. Đó, đây là một cái đề tài nó vừa túi tiền của tất cả những người mà mới bắt đầu vào cuộc chơi sưu tầm đồ cổ. Đấy, thì đây là hiệu đề hai chữ Ngoạn Ngọc. Là cái vành chôn này, đồ sứ ký kiểu này, chúng ta thấy này, cái vành chôn này, món đồ cổ của cả nước trắng bên Trung Hoa, nó trắng nó sạch sẽ và qua năm tháng thời gian này nó có chỗ trắng chỗ đen. Cái đây là cái vết ố của thời tiết, thời gian nó làm cho cái vành chôn của nó, của món đồ này nó đen, mà nó chỗ đen chỗ trắng nó tự nhiên. Đấy, ngay cả hiệu đề này nó cũng khôn có tự nhiên này. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp. Khi mà chúng ta nhìn vào nó có hồn mà nó thẩm thấu sâu vào món đồ rất là tự nhiên. Đấy, đường kính của món đồ này thì nó có đường kính là gần 17 phân. Nó là 16/8, 16/8, gần 17 phân. Vẽ sen thiên nga biểu tượng cho sự hạnh phúc và thanh bình. Và tất cả những món đồ khi mà em trao duyên về cho các bác đều được bảo hành chuẩn cổ suốt đời. Quý khách được sưu tầm, được chơi, được thương mại. Và cái điều quan trọng đó là được bảo hành quay về. Khi mà chúng ta không có nhu cầu sưu tầm nữa thì quý khách có thể gửi lại cho em. Quý khách có thể gửi lại cho em để mà em gửi lại trả đủ số tiền mà khi quý khách không có nhu cầu sưu tầm nữa. Đó, thì tất cả những cổ vật nó ngày càng hiếm trên thị trường. Thì những cái giá trị về vật chất nó luôn giá cả nó luôn tăng trưởng theo thời gian. Nên các bác được đảm bảo về lợi nhuận, vừa được chơi, được sưu tầm và được bảo hành quay về, không mất đồng vốn nào. Đấy, vừa được bảo hành chuẩn cổ suốt đời từng món hiện vật như thế này. Đây là một cái đĩa trà hoặc là một dầm trà. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì kết nối gọi điện trực tiếp với em để mà em trao duyên gửi về tận nơi cho các bác.